Canxi là dưỡng chất vô cùng cần thiết cho thai nhi, có tác dụng hình thành hệ xương và răng cho bé yêu ngay từ trong bụng mẹ. Chưa kể, mẹ cũng cần phải bổ sung đầy đủ lượng canxi cho cơ thể để dễ dàng thích nghi với những thay đổi khi mang thai. Trong suốt thai kỳ, nhu cầu canxi của mẹ tăng lên 40% so với lúc không mang thai. Việc bổ sung canxi cho bà bầu càng tăng cao khi càng về cuối thai kỳ. Chính vì vậy, việc lựa chọn những sản phẩm giàu canxi để bổ sung hàng ngày là vô cùng cần thiết. Hãy cùng tham khảo ngay top 8 thực phẩm giàu canxi dành cho bà bầu sau đây nhé. 1. Sữa và các loại sản phẩm từ sữa. Sữa là thức uống phổ biến dồi dào canxi nhất đối với mẹ bầu nói riêng và với tất cả mọi người. Cách bổ sung canxi tốt nhất là bắt đầu một ngày mới với một ly sữa. Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên bổ sung thêm những sản phẩm từ sữa khác như là sữa chua, pha mát, váng sữa. 2. Quả kiwi. Kiwi cũng là loại thực phẩm giàu canxi giúp bảo vệ hệ xương. Ngoài ra, lượng vitamin C và lutein carotin chứa trong thành phần của quả còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Dùng kiwi như bữa tráng miệng hoặc ăn kèm với salad, mẹ bầu sẽ luôn cảm thấy khỏe khoắn trong ngày. 3. Rau cải chip. Cải chip rất giàu các thành phần giúp bổ sung canxi. Bên cạnh đó, còn cung cấp thêm vitamin A, C, folic acid, chất sắt, beta-carotene và kali cho cơ thể. Chất kali giúp cho cơ bắp và các dây thần kinh luôn khỏe mạnh. Beta-carotene giảm nguy cơ ung thư phổi và ruột. 4. Súp lơ xanh. Một cốc súp lơ xanh ép nước chứa một lượng khá lớn canxi cũng như mangan, kali, phosphor, magie và chất sắt. Thêm vào đó, nó còn chứa nhiều vitamin A, C và K, một trong các thành phần chống ung thư hữu hiệu. Nếu không thích súp lơ ép, mẹ bầu có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như súp lơ xào, luộc cũng rất tốt. 5. Bột yến mạch. Trong các loại hạt ngũ cốc, yến mạch có hàm lượng canxi cao nhất, gấp 7,5 lần gạo trắng. Mặc dù canxi trong yến mạch không bằng canxi trong sữa, nhưng vẫn giúp ích trong việc phòng chống bệnh thiếu canxi khi mang thai. Nếu nấu cháo yến mạch với mè đen, hiệu quả bổ sung canxi sẽ càng tốt. 6. Cua biển. Đây là thực phẩm bổ sung canxi, protein, ít chất béo. Thịt cua biển có chứa nhiều kẽm, vitamin C, A, giúp tăng cường hệ xương chắc khỏe, đồng thời tăng sức đề kháng cho cơ thể. Mẹ bầu nên cố gắng ăn cua thường xuyên để bổ sung thêm nguồn canxi lý tưởng cho bản thân và thai nhi trong phát triển thai kỳ. 7. Cá trạch. Hàm lượng canxi trong cá trạch gần bằng 6 lần cá chép, xấp xỉ 10 lần bạch tuộc. Nấu cá trạch với đậu phụ sẽ là một sự kết hợp giúp bổ sung canxi tuyệt vời từ hai loại thực phẩm giàu canxi. 8. Hàu. Ngoài hàu, các loại nghêu, sò, ốc hến cũng là nguồn cung cấp dồi dào của canxi, sắt, selen và kali cho cơ thể. Nhìn chung, hàu vẫn giàu canxi và an toàn hơn với mẹ bầu. Mẹ bầu nên ăn khoảng 1-2 lần một tuần là tốt nhất. Việc bổ sung canxi cho mẹ bầu là vô cùng cần thiết, nhưng tránh vượt qua 2.500mg một ngày. Việc bổ sung canxi cho bà bầu thông qua chế độ ăn uống hợp lý với các thực phẩm giàu canxi từ tự nhiên là vô cùng cần thiết, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến khích với tất cả mọi người. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu sẽ có thêm lựa chọn để bổ sung những thực phẩm giàu canxi vào bữa ăn hàng ngày.